Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trình bày lời giải cho bài hoạt động 3, trang 10, sách giáo khoa toán 6 tập 2, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài yêu cầu chúng ta như sau. Em hãy nhắc lại quy tắc so sánh hai phân số có cùng mẫu, tử và mẫu đều dương, rồi so sánh hai phân số 7/11 và 9/11. Vậy đầu tiên cô và các em sẽ cùng đi nhắc lại quy tắc so sánh hai phân số có cùng mẫu và có tử và mẫu đều dương mà các em đã học ở dưới tiểu học được chưa ạ? Ở đây cô có này, quy tắc. Trong hai phân số có cùng mẫu, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn. Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn. À, đây chính là quy tắc mà các em đã học ở dưới tiểu học rồi đúng không ạ? Vậy bây giờ chúng ta sẽ vận dụng quy tắc này để chúng ta so sánh hai phân số 7/11 và 9/11. Vậy theo quy tắc ở trên này, trong hai phân số cùng mẫu, thì các em quan sát cho cô này, 7/11 và 9/11, rõ ràng là hai phân số có cùng mẫu chính là 11 rồi đúng không ạ? Đấy, phân số nào có tử lớn hơn? Thế bây giờ chúng ta sẽ đi so sánh tử của hai phân số này. Thì chúng ta thấy rằng phân số 9/11 thì có tử số là 9, lớn hơn tử số của phân số 7/11 là 7 đúng không ạ? Vậy thì phân số 9/11 sẽ lớn hơn phân số 7/11 đúng chưa ạ? Vậy ở đây cô có này, vì tử số là 9 này, lớn hơn 7, nên 9/11 sẽ lớn hơn 7/11 đúng không ạ? Rồi như vậy là cô và các em đã vừa nhắc lại kiến thức của phần tiểu học và chúng ta cũng thực hiện để so sánh hai phân số 7/11 và 9/11. Các em hãy truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải cho các bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em ôn tập tốt.